Hello, ngày mới dân bãi chúc cả nhà được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha cả nhà. Hôm nay Caramen nấu mì tôm cho dân bãi ăn chưa? Đây là nguyên liệu để Caramen nấu mì tôm cho dân bãi ăn trưa nha cả nhà. Dân bãi mời cả nhà cùng xem Caramen nấu. Rồi Caramen bắt nước lên nấu mì nha cả nhà. Rồi giờ nước sôi rồi Caramen cho tôm vô nha cả nhà. Quá đã. Đó, Caramen cho muối gia vị của mì tôm vô. Trời ơi, bột ớt mà Caramen ria như trời mưa vậy. 3 muỗng luôn đó cả nhà, có cái nước nó đỏ rồi cả nhà, ý là mì tôm đó mà Caramen nó nấu nó bỏ bột ớt kêu bằng 3 muỗng canh bột ớt, trầu gỗ nó bốc cái mùi ớt lên nó nồng văn bãi chịu đợi không nổi luôn đó. Rồi giờ tôm với lại tôm viên chín rồi Caramen cho 1 muỗng canh sả tế vô nữa nha cả nhà, quá đã. Cho nấm vô đó, rồi Caramen cho xúc xích vô luôn. Dân bãi ăn trưa mì tôm với Caramen nó nấu rất là nhiều đồ luôn, dân bãi giờ mình thấy quá ngon luôn cả nhà ơi. Rồi nấm đồ chín rồi, giờ Caramen cho 2 gói mì vô, quá đã. Rồi Caramen nấu vậy là xong rồi nha cả nhà. Rồi Caramen nấu xong rồi múc ra nồi lẩu rồi nè cả nhà. Dân bãi mời cả nhà cùng dùng mì với dân bãi. Đó. Dân bãi gấp con tôm cho lội vô tương ớt. Trời ơi quá đã. Dân bãi mời cả nhà con tôm. Một phần ớt vô. Trời ơi, ớt thì nó cay mà con tôm nó rút cái nước mì vô nó dẻo mà nó thơm, nó thơm gì mà nó thơm lạ thơm lùng luôn. Dân bãi ăn bị cả một vùng nó cũng vẫn còn thơm luôn, thơm rẻ mặn quá sức. Bãi hấp cái nước vô. Trời ơi, cái nước nó cay. Bãi gươm ớt bớt quá, Caramen bỏ ớt dòng bãi thấy dòng bãi quá sợ. Đầu rồi có ớt thấy thương luôn. Dòng bãi mời cả nhà mì với ớt dòng bãi lùa vô. Đầu rồi ớt một cay tay mà nó nằm lên dân bãi cho mình mơ màng, mình nhớ chợ mới thủy chung luôn. Quá đã. Tôm viên dân bãi cho lẩu vô tương ớt, dân bãi mời cả nhà tôm viên. Quá lạ. Phải mời cả nhà nấm. Lẩu mì tôm này dân bãi ăn hết trên nồi lẩu này, cái bụng dân bãi non cũng bể cái bầm luôn. Dân bãi mời cả nhà mì tôm đi xúc xích. Caramen nấu mì bỏ ớt nó cay quá, dân bãi ăn cường mồ hôi dân bãi nó chảy như thác đổ luôn. Quá đã, dân bãi tiếp tục gươm ớt trồng đồ ớt thấy thơm luôn. Bãi mời cả nhà bãi lùa ớt vô. Ừ.
ớt gì mà nó cay, dân bãi cùng lên bờ xuống ruộng luôn. Tôm dân bãi cho lâu vô. Bãi mời cả nhà, tôm với mì. Quá đã. Nó cay nhiều cay mà ngon, dân bãi cố gắng dân bãi ăn. Bãi gươm tôm rồi viên xúc xích bãi cho lậu vô đó, trầu vô nó lậu vô tương ớt. Chúng bãi mời cả nhà tôm viên với xúc xích. Tương ớt á thì nó cay, xúc xích nó dẻo, nó thơm, nó cộng với tôm viên nữa nó rất là thơm luôn. Ba cái này nó hòa quyện lại, nó làm cho dân bãi ăn mà có cái cảm giác lòng lân lân như giấc mộng ban đầu luôn. Quá là quét vô. Bãi mời cả nhà con tôm. Tôm mà nấu với mì tôm, tôm nó ngon cho bằng. Tới bến Ninh Tèo luôn, trong bãi ăn mà đi qua tới cầu Cần Thơ nó cũng vẫn còn ngon luôn. Ồ, ồ, ớt ngọt cay. Từ nãy giờ luôn chưa được phân nữa, một cái nào lẩu không. Phải mời cả nhà tôm riêng với lá ớt.
tôm của mình nấu ngán thì dân bãi tụi mình dướng ốc cọc cốc luôn. Quá chút thằng này, thằng này quá chút. Bà quất vô. Mời cả nhà con tôm. Cái nước mày nó cay mà dân bãi húp, dân bãi kéo mày ro như người ta kéo rần cò rồi. Húp vô mà lên bờ xuống ruộng. Quá cay. Bãi mời cả nhà tôm viên. Quá đã. Cho ra mê nấu mì tôm cho dân bãi ăn trưa này, dân bãi ăn nó không bổ bề ngang, nó cũng sang bề dọc. Bãi ăn gần hết rồi. Bãi mời cả nhà tôm viên. Quá lạ. Tôm trong bãi cho lâu vô luôn. Bãi để cái phần ớt lên, trầu ô phần ớt nó bự. Bãi mời cả nhà con tôm. Trời ơi, cái phần ớt nó cay. Nó cay mà trong bãi méo cái miệng qua một bên luôn. Bãi gom vô đó, trồng vô ớt thấy thơm luôn. Quá ớt nhiều cay quá, nhưng bãi chịu không nổi luôn. Bãi trồng vô. Bãi mời cả nhà tôm viên. Quá đã. Mày nó ngon cái bằng rẻ mặt luôn. Còn miếng nước nữa nè. Bãi húp vô.
Nó cay mà nó ngon, dân bãi cố gắng dân bãi ăn. Dân bãi hấp nước cho nó cay cho tới bến lên kèo luôn. Nước cay quá dân bãi chịu không nổi. Trầu rượu dân bãi hấp vô nó cay mà dân bãi thì còn nó chăn mình luôn. Quá thích chăn mày. Bãi thấp miếng nước trầu rượu nó cay dân bãi luôn, chăn mình luôn. Dân bãi mời cả nhà ca trà đá. Nó ngon dân bãi ăn hết cái nồi lẩu luôn cả nhà. Nó ngon dân bãi ăn quên quên cái bụng dân bãi nó no muốn bể cái bấm. Quá thích chặn này, chặn này quá thích. Dân bãi cảm ơn cả nhà đã xem hết video này của dân bãi nha cả nhà. Dân bãi xin kết thúc video tại đây. Cả nhà thấy dân bãi với caramel nấu cái món mì này có ngon có hay, cả nhà cho dân bãi xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để dân bãi có động lực qua những video kế tiếp hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Dân bãi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.